bạch thế tôn đại bồ tát ấy an trụ bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo dùng vô sở đắc làm phương tiện dùng tâm vô tướng câu hành thì nên tu bố thí ba la mật đa nên tu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn đại bồ tát ấy an trụ bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo dùng vô sở đắc làm phương tiện dùng tâm vô tướng câu hành thì nên an trụ pháp không nội nên an trụ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy an trụ bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô tướng câu hành, thì nên an trụ chân như, nên an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy an trụ bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô tướng câu hành, thì nên tu bốn niệm trụ, nên tu bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, bạch thế tôn, đại bổ tát ấy, an trụ bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô tướng câu hành, thì nên an trụ thánh đế khổ, nên an trụ thánh đế tập diệt đạo bạch thế tôn đại bồ tát ấy an trụ bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo dùng vô sở đắc làm phương tiện dùng tâm vô tướng câu hành thì nên tu bốn tịnh lự nên tu bốn vô lượng bốn định vô sắc bạch thế tôn đại bồ tát ấy an trụ bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô tướng câu hành thì nên tu tám giải thoát, nên tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn đại Bồ Tát ấy an trụ bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô tướng câu hành thì nên tu pháp môn giải thoát không, nên tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa và phương tiện thiện xảo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô tướng câu hành thì nên tu năm loại mắt, nên tu sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa và phương tiện thiện xảo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng tâm vô tướng câu hành thì nên tu pháp muôn tam ma địa nên tu pháp môn đà la ni bạch thế tôn đại bồ tát ấy an trụ bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo dùng vô sở đắc làm phương tiện dùng tâm vô tướng câu hành thì nên tu mười lực phật nên tu bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng bạch thế tôn đại bồ tát ấy an trụ bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo dùng vô sở đắc làm phương tiện dùng tâm vô tướng câu hành thì nên tu trí nhất thiết nên tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng bạch thế tôn đại bồ tát ấy an trụ bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo dùng vô sở đắc làm phương tiện dùng tâm vô tướng câu hành an trụ tất cả phật pháp như vậy thì nhất định chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột